Đối với các mẹ bầu, việc bổ sung các dưỡng chất trong giai đoạn mang thai là vô cùng cần thiết. Bên cạnh các chất dinh dưỡng trong thực phẩm dùng trong bữa ăn hàng ngày thì sữa bầu cũng là loại thức uống được nhiều mẹ lựa chọn. Hiện nay trên thị trường có vô vàn các loại sữa bầu khác nhau, nhưng trong số đó sản phẩm được nhiều mẹ ưa chuộng là sữa bà bầu XO. Nếu như mẹ nào đang sử dụng dòng sữa này thì không nên bỏ qua thông tin bài viết dưới đây. Sữa bầu XO có tốt không? Sữa bà bầu XO là dòng sữa cao cấp được sản xuất theo công nghệ hiện đại của Hàn Quốc. Hơn thế, nó còn là loại sữa được tạo ra từ nhiều năm kinh nghiệm trong việc nghiên cứu và sản xuất sản phẩm sữa dinh dưỡng. Đây chính là lý do mà sữa XO đến với thị trường như một thực phẩm bổ sung thiết yếu cho bà bầu. Đây là sữa được nhiều phụ nữ mang thai Việt Nam ưa chuộng, và theo một số đánh giá, khách hàng khi dùng đều cho nhiều phản hồi tích cực. Khi mang thai, cơ thể mẹ hay nhạy cảm với các loại mùi nên nhiều dòng sữa bầu khác có mùi khó chịu rất khó để mẹ dung nạp vào trong cơ thể. Nhưng với sữa bà bầu XO lại hoàn toàn khác, mùi nhẹ nhàng, giảm kích thích khứu giác nên vô cùng dễ uống. Hơn nữa, hàm lượng đường trong sữa không cao, vị thanh, rất dễ uống, phù hợp với nhiều mức độ nghén khác nhau của mẹ bầu. Sữa bầu XO có tốt không? Khi sở hữu những ưu điểm nổi bật sau đây: phòng chống thiếu máu hiệu quả nhờ hàm lượng sắt cao hơn 20 lần trong sữa bò. Sữa có bổ sung thành phần beta-carotene chống oxy hóa và nucleotide tăng cường miễn dịch. Sử dụng sữa bà bầu XO ngăn ngừa táo bón hiệu quả nhờ có fructooligosaccharide FOS tăng cường hoạt động của lợi khuẩn đường ruột bifidus và ngăn cản hoạt động của vi sinh vật có hại. Ngăn ngừa loãng xương cho mẹ và tăng cấu trúc xương cho bé nhờ tăng cường hàm lượng canxi 750mg và casein phosphopeptide CPP cùng vitamin D3 giúp hấp thu tốt hơn lượng canxi được bổ sung. Bổ sung iốt giảm chứng sưng phù sau sinh cùng với axit folic giúp loại bỏ nguy cơ bị khuyết tật ống thần kinh ở trẻ. Thành phần dinh dưỡng của sữa bầu XO Hàn Quốc. Dưới đây là bảng thành phần dinh dưỡng sữa bầu XO Hàn Quốc có trong 100g sữa bột. Các mẹ hãy cùng tham khảo nhé. Energy 433 kcal, taurine 50mg, carbohydrate 65g, calcium 750mg, protein 14g, phosphorus 625mg, phép chất béo 13g, magnesium 200mg, astro 5g, potassium 1000mg, sodium 260mg, chloride 450mg, vitamin A 900 microgray, iron 18mg, vitamin B1 1,7mg, zinc 10mg, vitamin B2 2,2mg, iodine 90 microgram, vitamin B6 2,5mg, choline 50mg, vitamin B12 2,5mg, acid linoleic 12mg, vitamin C 100mg, acid arachidonic 10mg, vitamin D 9,8mg, DHA 10mg, vitamin E 5,8mg, alpha te nucleotide 15mg, vitamin K1 43mg, lactoferrin 50mg, pantothenic acid 7mg, acid alpha linoleic 120mg, niacin 17mg, fructose oligosaccharide 550mg, biotin 35mg, phosphatidylserine 1mg, acid folic 750mg, casein phosphopeptide 80mg, b-carotene 110mg, dietary fiber 200mg. Sữa bầu XO có dễ uống không? Sữa bầu XO Mom là một vị sữa tương đối dễ uống đối với các bà bầu với thương hiệu uy tín đến từ Hàn Quốc. Hoàn toàn tương tự như các loại sữa bầu khác trên thị trường, XO cũng bổ sung đầy đủ dưỡng chất thiết yếu cần thiết cho phụ nữ mang thai như sắt, magie, canxi, DHA cùng một số thành phần để mẹ chống táo bón, hỗ trợ hấp thụ sắt và canxi dễ dàng hơn. So với các loại sữa khác, vị của sữa bầu XO ngậy hơn, không quá ngọt, thơm, thanh mát và rất dễ uống. Một điều là sữa bầu bầu XO chỉ có một vị duy nhất nên khi uống trong một thời gian dài các mẹ có thể cảm thấy ngán, nhưng không có gì phải e ngại tiếp tục sử dụng cho một sản phẩm chất lượng. Nhiều dưỡng chất như vậy phải không nào? Giá bán sữa bầu XO dao động mức bao nhiêu? Sữa bà bầu XO sử dụng bột sữa nguyên chất lấy từ nguồn sữa tươi nông trại trực tiếp mà không lưu kho. Dinh dưỡng và mùi vị được lưu trữ nhờ sử dụng phương pháp đóng gói với khí nitơ cùng công nghệ sản xuất nghiêm ngặt, đem lại sức khỏe tốt cho mẹ và bé. Với 39 dưỡng chất khác nhau, sữa rất được các mẹ Việt Nam tin dùng. Sữa bầu XO giá bao nhiêu là câu hỏi được nhận được nhiều quan tâm hiện nay. Như các bạn đã biết, sữa bà bầu XO trên thị trường hiện nay có rất nhiều nơi kinh doanh với mức giá chênh lệch nhau.
Giá bán sữa bầu XO được cập nhật đến thời điểm tháng 6 năm 2019 là sữa bầu XO Mom 400g với giá bán là 270.000 đồng, sữa bầu XO Mom 800g có giá là 485.000 đồng và mức giá sữa bà bầu XO của mỗi cửa hàng đại lý là sẽ khác nhau tùy theo lợi nhuận từng đơn vị, thường chênh lệch giữa sữa XO sẽ là từ 10.000-30.000 đồng. Uống sữa bầu XO vào lúc nào, ngày uống bao nhiêu là đủ, uống sữa bà bầu XO vào lúc nào, nên uống bao nhiêu là đủ luôn là thắc mắc của nhiều mẹ bầu. Bạn có thể uống vào các khoảng thời gian khác nhau trong ngày. Có thể uống giãn ra sao cho đảm bảo đủ lượng cho phép là được, nhưng mẹ không nên uống vào thời điểm trước khi đi ngủ hoặc gần bữa ăn để tránh gây cảm giác không muốn ăn hoặc tiểu tiện nhiều lần ảnh hưởng giấc ngủ. Lượng sữa dùng trong ngày không nên vượt ngưỡng cho phép. Các chuyên gia khuyến cáo mẹ nên uống khoảng 180-200ml sữa bầu XO mỗi ngày là đủ và chia làm 2-3 lần uống trong ngày. Thời điểm thích hợp để uống nhất là sau các bữa ăn từ 1-2 tiếng để cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Cách pha sữa bà bầu XO đúng cách. Pha sữa bà bầu XO cần phải đúng cách để mang lại dinh dưỡng tối ưu cho mẹ và bé. Lưu ý không pha sữa với nước quá nóng vì điều này có thể làm mất đi các vi chất có lợi trong sữa. Sau đây là cách pha. 1. Công thức pha sữa bầu XO, số lượng cho một lần dùng, số lần dùng một ngày. XO Mom, số lượng thìa bột, lượng sản phẩm sau khi pha, 28g, 5-180ml, 3 lần. 2. Hướng dẫn cách pha sữa bầu XO đúng chuẩn. Quy đổi một thìa sữa bầu XO là 5,6g, số lần dùng một ngày 3 lần, lượng sữa sau pha là 180ml cho khoảng 2/3 lượng nước đun sôi để nguội ở 50 độ C cần dùng vào cốc. Dùng thìa có sẵn trong hộp để lấy sản phẩm, dùng thanh gạt ngang để lường lượng sữa bột. Cho sữa vào cốc và khuấy đều đến khi sữa bột hòa tan hoàn toàn, bổ sung tiếp 1/3 lượng còn lại vào ly. Khuấy đều, để nguội và thưởng thức sản phẩm. 3. Lưu ý sử dụng và cách bảo quản sản phẩm. Ngoài ra bảo quản sữa đúng nơi quy định, không dùng quá 20 ngày sau khi mở nắp hộp. Khi pha sữa cần lưu ý đảm bảo đúng lượng nước chỉ dẫn để không bị quá nhạt dẫn đến khó uống. Cần đóng nắp cẩn thận sau mỗi lần sử dụng để tránh bị côn trùng xâm nhập vào hộp sữa. Sữa hộp cần được bảo quản ở nơi khô ráo thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào và không bảo quản sản phẩm trong tủ lạnh. Chỉ sử dụng thìa được trang bị sẵn trong non sữa và bảo quản sạch sẽ và riêng biệt. Trên đây là những thông tin về sữa bà bầu XO mà bài viết tổng hợp được giúp mẹ giải đáp thắc mắc sữa bầu XO có tốt không? Nếu mẹ bầu nào đang uống sữa XO hoặc băn khoăn có nên sử dụng không thì mong rằng các chia sẻ này là hữu ích dành cho bạn. Ngoài sữa bầu XO của Hàn Quốc, mẹ cũng có thể tham khảo thêm top 3 thương hiệu sữa bầu Hàn Quốc tốt nhất, được nhiều mẹ Việt Nam tin dùng nhất hiện nay để đa dạng thêm sự lựa chọn cho mẹ trong trường hợp sữa bầu XO không phù hợp với mẹ. Link mua sản phẩm sữa bà bầu XO mình để ở mô tả và dưới bình luận, nếu bạn quan tâm có thể click xem và đặt mua nhé. Đợt này sản phẩm đang được giảm giá rất sâu, hãy nhanh tay đăng ký sớm nhé.